Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Nay giới thiệu cho tất cả các bác các mẫu tủ đông của Salaki, dòng tủ đông có mặt kính ở phía trên mọi người nhé. Thì trên thị trường sẽ có những cái mẫu tủ đông mà có mặt màu trắng như kia, mặt màu trắng đó chính là mặt một lớp nhựa trắng, và những cái mẫu mà đời mới nhất thì nó sẽ làm thêm một cái lớp kính như thế này. Và đa phần các cái mẫu này sẽ được nhiều các bác lựa chọn hơn vì nó sẽ có giúp cho chúng ta tăng cái, một là phần thẩm mỹ lên, hai là về phần độ bền, kính nó sẽ không bị xước, không bị bẩn, phai màu theo thời gian. Thì tất cả một cái dàn này thì bên em đang có những cái mẫu tủ đông mà từ có dung tích từ 100 lít lên đến hơn 300 lít là dung tích sử dụng các mẫu tủ này. Dung tích tổng của nó sẽ hơn 400 là cao nhất, và dung tích sử dụng của nó là từ 100 lên đến hơn 300 lít. Em sẽ đi từng lần lượt từng model này một để là các bác nào nhà mình có nhu cầu sử dụng các mẫu tủ đông nhỏ hay tủ đông to để có thể lựa chọn một trong các mẫu này. Thì sẽ có những cái dòng tủ sẽ có một chế độ và hai chế độ mọi người nhé. Em sẽ mở từng lần lượt một các con một. Con đầu tiên này là dòng tủ đông một chế độ và có dung tích rất nhỏ, 100 lít thôi. 100 lít dùng cho những hộ gia đình hay là các cửa hàng quán nhỏ chúng ta mua những mẫu này. Dòng tủ đông này mặt sẽ có hai loại, các loại bác sẽ lựa chọn được hai loại. Một là mặt xanh, hai là mặt màu lâu như thế kia, lâu xám. Hai loại và giá thành thì tất nhiên là giống nhau. Con đầu tiên này thì là tủ đông một chế độ và không gian bên trong cũng khá là rộng rồi nhá. Các dòng tủ đông này thì đều trang bị cho chúng ta một cái khay trượt như này để chúng ta để thêm đồ. Không gian bên trong thì tất nhiên sẽ có cái phần nóc nó cao lên và phần phía dưới nó sẽ sâu hơn. Với dòng đầu tiên là 100 lít có ký hiệu là VH-1599HIKD. Bên em đang bán giá dòng 100 lít này là 5.390.000 mọi người nhá. Đấy là con đầu tiên phía bên này. Con thứ hai là con ở bên cạnh nó. Con này thì mặt là mặt màu xám và mặt kính mọi người nhá. Dòng này thì lại là dòng hai chế độ. Thì các bác cứ để ý là giúp em là những dòng nào mà có một cái vách ngăn ở đây thì nó sẽ là dòng hai chế độ. Đây các bác nhìn thấy này, vách ngăn này là dòng hai chế độ. Còn những dòng nào mà nó chỉ có một ngăn duy nhất thì là dòng một chế độ. Đây là dòng hai chế độ mọi người nhá. Ký hiệu sẽ là VH-2899 W4K W4K. Đây. Dòng này có inverter tiết kiệm điện mọi người nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Tất cả những dòng này đều có inverter tiết kiệm điện. Và các bác sẽ để ý thấy là những dòng này nó sẽ phân chia ngăn. Đây, ngăn bên này là ngăn mát, nó có ký hiệu là ngăn mát này. Và ngăn bên này nó ký hiệu là ngăn đông. Đấy. Nó sẽ có hai ngăn, đây các bác mở ra là sẽ biết ngay. Hai ngăn. Thì những dòng này ngăn mát nó sẽ to hơn. Ngăn mát nó sâu hơn mọi người nhá. Không gian sâu hơn, còn ngăn đông nó ít hơn vì nó sẽ có một cái lốc ở phía dưới này. Đây các bác vẫn sẽ có cái khanh trượt như thế này. Dòng này thì bên em đang bán dung tích của con này là 222 lít là dung tích sử dụng. Giá bán cho mọi người là 7.430.000. 7.430. Tiếp đến là một dòng tủ to hơn, cũng một đông một mát mọi người nhé. Thiết kế và các tính năng dòng tủ này đều giống nhau. Đây mọi người nhìn thấy cái phần điều chỉnh điện nhiệt độ rất chỉ đơn giản thôi. Các bác chỉ xoay cái này thôi. Nó sẽ có các cấp độ nhiệt độ từ 1 đến mắc nhất là 6 đến 7 là mắc nhất mọi người nhé. Hoặc là các bác sẽ off vào đi, tắt off vào đi, kích vào đây nó off vào đi. Rồi các bác kích lên đây nó lên, rút điện nó off. Đó. Các dòng này thì sử dụng rất đơn giản thôi. Và có tất cả những dòng này sẽ có cái khóa như này. Sẽ có cái khóa mở ra mở vào cả hai ngăn. Dòng này ký hiệu của nó sẽ là VH-3699 W4K W4K. Giá bên em đang bán là trừ về giá cuối là 8.020.000 là con thứ hai. Con thứ ba đây, con thứ ba bên này to hơn nữa, cũng là hai ngăn. Và bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà, đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất mọi người nhá. Hàng chính hãng này các bác nhìn thấy này. Hàng chính hãng bảo hành điện tử này. Hai ngăn mọi người nhá. Đây. Vách ngăn hai ngăn. Dòng này cũng là mặt màu đen, mặt màu xám thì các bác có thể lựa chọn là mặt màu xanh, màu xanh. Con này là VH-4099 W4K, dòng hai chế độ. BM đang bán chọn giá giao hàng vận chuyển miễn phí 20 km. Giá là 8.600.000. 8.600.000 con thứ hai. Con này dung tích to hơn, 4099 là dung tích 280 lít mọi người nhá. Thì dung tích thực thì mọi người sẽ xem một cái tem năng lượng như thế này. Đây. Đây chính là dung tích sử dụng của nó, 280 lít. Hàng thì tất cả các model này sẽ là hàng của Việt Nam. Đấy, mặt gương thì các bác có thể nhìn thấy những cái mẫu hồi xưa mặt sẽ là mặt trắng như này và mặt lớp nhựa ở phía trên. Thì khi chúng ta
chảy xước bẩn biếc thì nó sẽ nhanh và nó có bị móp xấu theo thời gian. Thì những cái dòng này thì cực kỳ là bền. Đây rồi, em sẽ có một con là cũng là dòng một chế độ đây. Nâu đã tìm thấy con một chế độ cho các bác. Một chế độ thì những cái phần vách ngăn nó sẽ bỏ đi mọi người nhé. Đây các bác nhìn thấy đây, bỏ đi. Thay vào đó là một ngăn riêng biệt. Tất nhiên là nó vẫn sẽ có phần nồi ra như này để lốc máy. Dòng này nó chỉ có đông thôi, nó không có mát mọi người nhé. Đây các bác nhìn thấy nó không có mát. Những dòng này nó sẽ có mát này, có đông này. Những dòng này thì nó chuyên dùng để làm đông. Model là VH-3699A4K. A4K mọi người nhé. Còn kia là VK4K. A4K dòng này 227 lít. À xin lỗi các, 270 lít. Đây, 270 lít. Dung tích sử tổng của nó là 360 cơ, nhưng em sẽ đọc dung tích sử dụng là 270 lít. Giá với em đang bán là 7.950.000. 7.950. Tiếp đến là một dòng tủ to nhất 4099A4K và dòng một chế độ. Các bác cứ nhớ giúp em, đuôi A4K là dòng một chế độ, còn VK4K là dòng hai chế độ mọi người nhá. Là dòng hai chế độ. Inverter màu trắng rất đẹp. Rất đẹp. À, đối với dòng này thì em đang bán là 8.510.000. 8.510.000 cho mẫu tủ. Dung tích 305 lít là dung tích sử dụng. Tổng dung tích là hơn 400 lít mọi người nhá. Cái đấy là toàn bộ những dòng tủ mặt kính. Còn những dòng tủ như thế này giá nó sẽ rẻ hơn mọi người nhé. Cùng dung tích thì nhưng giá nó sẽ rẻ hơn. Thì các bác nào có nhu cầu mua sắm các mẫu tủ đông mặt kính của Salaki có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website của max.vn mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.